Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Trúc Ngọc Ánh nhá. Các bác mới tiếp cận được kênh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh và các bác xem bấm luôn cái chuông thông báo bên cạnh nhé để nhận được những thông báo về video mới mà shop giới thiệu cho các bác. Xin giới thiệu các bác chi tiết cái mẫu nào ngụy trang, nào bẫy gà, nào gác cu nhé. Cái mẫu này là mẫu mới về nhất ở đây. Số đo là cao 1m2, chiều rộng là 1m, màu là thực tế như này. Cái loại này nó có 3 cửa sổ, 1 cửa chính. Cái cơ cấu cửa chính ấy, thì sẽ có hai khóa hai bên. Khóa này đều có hai tay, các bác ở trong cũng kéo được, ở ngoài cũng kéo được nhé. Và khi các bác vào trong rồi thì các bác kéo hai bên xuống gặp nhau ở giữa nhé, để nó tránh hại khóa. Cái này tôi đã quấn lên, khi quấn lên rồi thì nó sẽ có cái đai nhựa này. Đây, có thấy rõ đai nhựa này không? Cái đai nhựa này nó sẽ gài lại cho các bác này, gài lại các bác luôn, không phải thắt, có sẵn vòng đai rồi các bác gài lại nhé. Đây là cái cửa chính. Thế còn về cửa sổ thì nó sẽ có 3 cửa sổ, tôi sẽ xoay nhé. Đây là cửa chính này, tôi xoay cửa sổ thứ nhất cho các bác xem này. Đây, cửa sổ thứ nhất, cửa sổ thứ hai này nhé, cửa sổ thứ hai, cửa chứa cái sau lưng cửa chính đấy, các bác nhìn thấy không? Các nhìn thấy cửa chính chưa? Cửa sổ thứ ba tiếp tục ở bên sườn này. Cái mẫu này nó thiết kế rất là tinh tế, hai bên viền của cửa sổ là nào có một cái đai khóa, thì các bác muốn ở trong quan sát ra với khoảng cách như thế nào, 5 phân hay 10 phân thì các bác điều chỉnh cái điều khóa này như tôi làm ấy, nó kéo vào đây, nó kéo hai bên cho nó bằng nhau, xong các bác vén một nửa lên, vén lên cho cài vào đây. À, thì nó sẽ hở ra các bác một ô này để các bác quan sát. Cái lưới này là lưới đen tàn hình chống nộ, và cái lưới này sẽ chống được cho các bác muỗi dĩn. Và cái nào này là có đáy các bác nhé, nào để ngồi có đáy thì sẽ chống cho các bác khi đi rừng đi săn là an toàn, tránh muỗi, tránh dĩn, tránh rắn rết nhé các bác nhé. Đấy, các bác vén lên này. Thế còn trường hợp mà các bác muốn mở hết cả cửa ra cho nó thoáng ấy, thì tôi khuyên các bác là nên quấn nó lại. Thì khi quấn ấy, nếu mà mình quấn như này ấy, thì nó sẽ lộ ra cái viền trắng ở phía trong, lộ viền trắng bên trong. Thì các bác nên quấn cái này vào trong, quấn ngược vào trong giúp tôi. Đấy, quấn ngược vào trong như này thì đây sẽ không lộ ra cái viền trắng nhá. Cái này tôi hướng dẫn cho các bác cách dùng rất là chi tiết. Ví dụ như cái này ấy, là cái điện thế nó quay vào phía kín, nó không lộ, không hở, thì các bác nên quấn hết lên để cho nó đảm bảo cái tính thoáng của nào. Thế còn cái chỗ nào mà nó lộ ra phía ngoài mà cần phải quan sát ấy, thì các bác làm nó một chút thôi, tí hí một chút thôi để các bác nhỏ nhé, tí hí một chút như này. Còn chỗ nào mà mình dựa được cái thế vào trong hẳn đi thì các bác có thể quấn lên, nên tùy trong cái điều kiện sử dụng của các bác nhé. Đây, đây các bác thấy không, này nó có cái đai cho các bác một cái mấu nhựa, thì khi đưa vào đây là sẽ cài vào đây cho các bác được luôn nhé, cài luôn không cần phải thắt dây, không phải thắt nút, rất là tiện, rất là nhanh, là để thiết kế rất là tinh tế các bác nhé. Đây là cái màu thực tế các bác nhìn, các bác mua sản phẩm thì vui lòng theo dõi kỹ video giúp tôi. Ở màu nó như thế này, số đo là cao 1m2, có lưu ý nhé, cao 1m2 và rộng là 1m, 3 cửa sổ, cửa sổ đều có khóa, một cửa chính nhé có hai khóa nhé, và một cái có một cái gói chân gồm 4 lớp ve sắt để cho các bác trong cái trường hợp cần thiết các bác sẽ ghim đi 4 lốc nào lại nhé. Đúng rồi, lại thì cái nào này là nào giá rẻ các bác nhé, nào giá rẻ 400.000, các bác lưu ý là 400.000 cho một cái nào này, đã bao cả phí gửi cho các bác rồi, các bác không phải tốn thêm đồng nào nữa nhé. Cái nào này ấy, bản chất của nó là nào công nghiệp may nhập từ Trung Quốc các bác nhé. Thế còn là cái hình thức mà túi đựng thì đây là cái nào này sẽ đựng trong một cái túi tròn như thế này, mà cái hình thức sách ấy là hình thức sách tay như này thôi. Đợt này xưởng họ này không làm cái, không làm cái ba lô đeo sau lưng này đâu, thì các bác muốn làm theo kiểu ba lô đeo sau lưng này thì các bác về các bác kiếm dây, các bác tự thiết kế giúp tôi, chứ hàng xưởng nó đặt không theo ý của mình được, nó làm sai ý của mình một chút, đáng nghĩa là nó đặt theo kiểu quay ba lô đeo sau lưng thôi. Nhưng bây giờ nó gửi hàng ngay về thì mình phải lấy thôi, chứ cứ đợi hàng kia rất là lâu. Ở dạo này bên Trung Quốc thì nó cũng tăng đường nhiều, hàng cũng đặt có khi là hơn một tháng mới về được. Thì đây là mới về là lô hàng mới, cái này tôi bỏ mấy cái ra làm mẫu cho các bác xem thôi, số lượng thì cũng rất là nhiều, bác nào có nhu cầu mua xỉ thì nào có cả nhá.
hàng cả trăm mấy trăm cái về cơ. Thế còn thông tin liên lạc thì các bác vui lòng liên hệ với lại một trong năm cái số điện thoại của shop này, là shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh. Thế các bác nhớ kỹ, mua hàng bên shop là shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh, đến từ Tân Yên, Bắc Giang, để tránh sự nhầm lẫn nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác, chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những cái video giới thiệu sản phẩm sau. Xin chào.